Sáng nay tại huyện Quỳnh Lưu, Chi cục Dân số Cách hóa Gia đình tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức chương trình truyền thông kỷ niệm Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái 11 tháng 10 năm 2023. Thúc đẩy bình đẳng giới, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh là chủ đề chính của Ngày Quốc tế Trẻ Em Gái năm nay. Hiện mất cân bằng giới tính khi sinh ở Nghệ An đã trở thành thách thức, hồi chuông báo động với công tác dân số khi tỷ số giới tính khi sinh là 116,65 bé trai trên 100 bé gái, cao hơn so với tỷ số giới tính của cả nước là 112 bé trai trên 100 bé gái. Tại lễ kỷ niệm, ngành dân số đề nghị thời gian tới cần tăng cường tuyên truyền giáo dục để tạo dư luận xã hội, ủng hộ và xóa dần sự phân biệt giữa con trai và con gái trong quan niệm của nhiều người dân. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền giáo dục về thực trạng, nguyên nhân và hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Dịp này, Chi cục Dân số Cách hóa Gia đình đã trao 10 suất quà cho các em học sinh nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi của huyện Quỳnh Lưu.